Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thủ Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong bản tin là ngày hôm nay đó quý vị, thì em cũng muốn cập nhật cho quý vị là những cái thông tin thì nó cũng đang liên quan về những cái vấn đề như là của những anh em YouTube. Thì quý vị và các bạn cũng biết về hiện nay là khoảng vài ngày nay thôi, cái vấn đề như là liên quan tới những anh em YouTube như là Lạc Phong nè, hay là Điền Võ gì đó quý vị. Thì quý vị cũng thấy đó, có rất là nhiều là phe đối lập đã chia sẻ những thông tin là liên quan tới hai anh này là bị xóa kênh hoặc là bị cơ quan chức năng mời làm việc gì đó rất là nhiều. Thì cô Duyên Mai á, thì cô chia sẻ về thông tin như là Điền Võ thì lên làm việc với cơ quan chức năng là bị ông giáo bế đi và bị ông giáo giữ kênh và bị ông giáo bắt phải xóa kênh, và hiện tại thì đã được cơ quan chức năng người ta xem xét và cho anh Điền Võ bị tại ngoại gì đó quý vị đó. Rồi cô Đinh Thị Lan Tặc lại lên chia sẻ về những cái vấn đề cũng giống như là cái vấn đề là của cô Duyên Mai chia sẻ là nói Lạc Phong cũng vậy, cũng bị ông giáo bế đi rồi mới xóa kênh rồi mới ẩn kênh gì đó, rất là nhiều những cái lý do. Thì hầu như những cái lý do là toàn là nói là những anh em thì như là Điền Võ nè hay là Lạc Phong gì đó thì sẽ toan rồi, không thể nào qua khỏi cái giai đoạn này. Thì cái nguồn thông tin đó là em cũng vừa mới nhận được đó quý vị, nó cũng liên quan về những cái thành phần này. Quý vị các bạn cũng biết là như Điền Võ hoặc là Lạc Phong gì đó thì cũng có những cái buổi như làm clip chung với nhau là cái ngày hôm qua thôi, cũng lên giao lưu hoặc là nói chuyện hoặc là nhậu nhẹt gì đó thì không biết. Thì có rất là nhiều những cái thành phần hoặc là phe đối lập họ cũng vào đó, họ nói là những người này đang giả tạo hoặc là đang lừa khán giả, là những cái clip đó thì hầu như là chỉ là cắt ghép vào để lừa khán giả cô dì chú bác mà thôi đó. Thì cái nguồn thông tin mà Lạc Phong đang chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội là anh ta đã hồi phục lại những cái vấn đề là những cái kênh của anh ta không đài đó vậy, như là anh ta chia sẻ là anh ta nói cái kênh của anh ta hiện nay trên mạng xã hội là bị trục trặc gì đó không biết, thì anh ta nó bị hư mới không có lên clip khoảng tầm khoảng một ngày thôi. Thì rất là nhiều người đồn đoán là anh ta cũng đã bị cơ quan chức năng mời anh làm việc. Thì nghe đâu hôm nay cái kênh, mấy cái kênh của anh ta đó vậy cũng đã hồi phục lại rồi, và anh ta bắt đầu chính thức đã lên tiếng là kiện cô Duyên Mai và cái cô Đinh Thị Lan Tặc đó. Thì quý vị và các bạn thấy đi, cái sự việc càng ngày nó càng nóng lên rồi đúng không quý vị? Tự nhiên như là cô Duyên Mai hoặc là cô Đinh Thị Lan Tặc gì đó vậy, đồn đoán người ta hoặc là vu khống xuyên tạc cho người ta suốt một thời gian, thì khoảng 2-3 ngày nay là nói cho em thì nói chung là vu khống xuyên tạc thôi. Thì bây giờ thì anh Lạc Phong cũng đã đính chính và lên tiếng về những cái vấn đề đó, là anh ta cũng nói rằng chuyến này sẽ làm đơn là kiện cáo cô Duyên Mai hoặc là cái cô Đinh Thị Lan Tặc trong cái thời gian là vu khống xuyên tạc. Thì quý vị cũng biết rồi, cái vụ việc như là liên quan tới Điền Võ này, hay là Lạc Phong gì đó thì cũng chính là cái cô Duyên Mai này lôi mọi chuyện này ra, tự nhiên khơi khơi, không biết là cô ta nhận được những nguồn thông tin đó từ đâu, và cô ta kiếm được những cái nguồn thông tin từ đâu mà lại nói là Điền Võ bị cơ quan chức năng mời, bắt đầu lựa những cái câu chuyện như là vu khống cho Điền Võ. Nhưng mà thật chất thì có những anh em như là Tí Chuột hay là Hoàng Chớt gì đó vậy, thì những anh em đó cũng có lại tới nhà Điền Võ thì cũng live stream, và người ta cũng đính chính lại những cái vấn đề như là Điền Võ chỉ đi mổ gì thôi đó. Thì nói chung tình hình sức khỏe người ta không tốt, người ta đi mổ đi gì đó để chữa trị bệnh gì đó, rồi người ta không có lên clip được. Thì lại có nhiều người đồn đoán là những vấn đề đó. Và còn cái lý do thì quý vị cũng biết là lý do là tại sao là cái kênh của Điền Võ lại có những cái vấn đề trục trặc trên mạng xã hội, là không có tìm kiếm được những cái từ khóa là như là tìm kiếm kênh Điền Võ đó. Thì nói chung thì mình cũng không tìm kiếm được, cái đó cũng là một vấn đề, cũng là một ẩn số hoặc là cũng là một cái câu hỏi để cho cô dì chú bác người ta cũng đang quan tâm về cái vấn đề đó. Tự nhiên thì những cái kênh như là Điền Võ gì đó rất là được nhiều người yêu quý, cô dì chú bác người ta cũng biết đến cái vấn đề đó. Thì tự nhiên đột ngột thì anh ta mất tích thì hoặc là cái kênh nó bị xóa gì đó, thì cũng làm cho nhiều người đặt cái dấu chấm hỏi, hoặc là làm cho những cái bọn mà lương nó về cũng lợi dụng cái thời cơ này là nói Điền Võ thì bị công an bới gì đó thì buộc phải xóa kênh gì đó, thì rất là nhiều những cái lý do. Nhưng thì thật chất hiện tại là những anh em YouTube như là Lạc Phong thì cũng có lên đính chính những cái vấn đề rồi, là kênh của Điền Võ thì có vấn đề gì đó thì em cũng không biết. Nói chung thì anh ta chỉ chia sẻ là kênh của Điền Võ đang có gặp trục trặc sự cố gì thôi.
Đó, thì tại vì hiện tại nè, nếu như là Điền Võ hoặc là Lạc Phong đi có lên cơ quan làm việc á, thì quý vị và các bạn nghĩ đi, những anh này lên rồi có thể là thoát khỏi những cái tay của báo chí, báo đài không, những cái tay săn tin không? Nếu quý vị theo chỉ là cái vấn đề Điền Võ từng lên làm việc với cơ quan chức năng một lần thôi, thì những anh báo hoặc là những anh chí gì đó quý vị cũng đồn đãi những thông tin hoặc là chụp những hình ảnh của những anh em tới cơ quan chức năng để tung lên trên mạng xã hội. Thì còn một cái chuyện lớn như vậy là bị cơ quan chức năng mời hoặc là bị xóa kênh gì đó, thì tại sao mà những cái lý do đó mà những anh báo hoặc là những anh chí gì đó lại không có những thông tin đó, hoặc là cơ quan chức năng người ta cũng chưa đưa những thông tin đó? Thì rõ ràng thì những cái bọn như là phe đối lập đó họ đang lợi dụng cái vấn đề là cái drama là như là hai anh này, có một số người á phe đối lập nói á là hai anh này đang cố tình tạo ra cái drama này, tạo ra thêm một cái sự việc nó càng lớn hơn. Thì mình thấy nó cũng khá là nực cười, đúng không? Vì cái vấn đề thì của người ta, kênh người ta thì nó không hoạt động được hay nó bị cái vấn đề đó là chuyện của người ta, từ từ người ta khắc phục thì người ta cũng sẽ chia sẻ cho cô dì chú bác người ta biết đó. Thì tự nhiên thì những cái phe đối lập lại cầm đèn chạy trước ô tô là nói những anh này bị thế này hoặc là bị thế kia gì nó rất là nhiều. Thì em cũng không hiểu là tại sao tới cái thời điểm hiện tại mà những người này cũng chưa có bị cơ quan chức năng mời làm việc gì đó. Tại vì vấn đề á, thì biết là hiện tại cơ quan chức năng cũng đã ra nhiều cái vấn đề, như là nhiều quyết định là sẽ làm việc với những ai như là lên trên mạng vu khống xuyên tạc hoặc là đưa những thông tin của hình ảnh của người khác lên trên mạng xã hội để vu khống người khác đó. Cơ quan chức năng thì người ta cũng từng tuyên bố cái vấn đề rồi, nhưng quý vị thấy không, tới thời điểm hiện tại là những người này hầu như là ngày nào cũng vậy, trên ngày nào cũng thấy là có những thông tin là nói về cái trang YouTube, hoặc là có nhiều người thì còn chửi như thế YouTube hoặc là xúc phạm như YouTube. Như vậy thấy không, có một số thành phần như là phe đối lập hiện nay có một số người rất là hay nghe vậy với vấn đề là vô chăm chọc như thế YouTube để cho làm cho những này YouTube có cái sự nội bộ như là lục đục với nhau. Thì mình thấy cái bọn này nói chung là bọn phe đối lập thì rất là hay đó. Thì mình sẽ quay lại cái vấn đề như là Lạc Phong đã tuyên bố trên mạng xã hội là kiện cái cô Duyên Mai và cái cô Đinh Thị Lan Tăng. Thì nếu thì anh Lạc Phong làm cái chuyện đó thì nói chung rất là nhiều cô dì chú bác rất là vui. Thì hãy kiện, nói chung thì sẽ làm những người này làm sao mà để cho ông giáo mời lên làm việc đó. Chứ vì thấy là cô Đinh Thị Lan Tăng hay là cái cô Duyên Mai gì đó tối ngày á, thấy không, lên trên mạng đặt những cái tiêu đề, đăng dựng những cái dòng trạng thái, đăng những cái dòng status, nói chung là xúc phạm nè, chửi với nên YouTube nè, hoặc là vu khống nè, thôi nó rất là nhiều đủ thứ hết trơn trong cái ngày hôm nay thôi. Quý vị cũng thấy là cái cô Đinh Thị Lan Tặc lại đăng những cái dòng trạng thái là nói Hiền Võ đã có cái sự sợ sệt và trốn tránh, là có những cái biểu hiện như là muốn bỏ trốn. Quý vị thấy không, hiện tại nếu như thí dụ đi, nếu như thí dụ như là Điền Võ có bị cơ quan chức năng mời làm việc, hoặc là có những cái thông tin sự thật là Điền Võ nó lên làm việc ở cơ quan chức năng, thì cô ta lại nói những vấn đề đó thì em sẽ chấp nhận được. Nhưng hiện tại là cơ quan chức năng người ta chưa công bố những vấn đề, hoặc là người ta có từng làm việc với Điền Võ hay chưa thì mình cũng chưa biết được, đó cũng là một cái ẩn số, đúng không vậy? Nhưng tự nhiên cô ta lại lên bịa ra những cái câu chuyện nói là như thế này thế kia, rồi bây giờ tới Lạc Phong hoặc là cô gái băng đô vậy đó vậy. Quý vị cũng thấy có rất là nhiều người lên bên phía phe lập đó vậy, là thấy cô gái băng đô nói chung thì cũng chung là nhóm với là Điền Võ hoặc là Lạc Phong. Thấy Điền Võ không lên clip 2-3 ngày, thì thấy cô gái băng đô cũng không lên clip 2-3 ngày, thì nói cô gái băng đô cũng đang có những cái biểu hiện là sợ bị ông giáo lên mời làm việc và đã chọn một cái công việc khác là không lên làm YouTube, không lên giao lưu cùng khán giả, hoặc là không nói tốt cho Điền Võ. Thì thật chất người ta mỗi người đều có một cái công việc riêng, mỗi việc đó người ta làm YouTube, lỡ đâu người ta có công việc khác của người ta nữa không, người ta sẽ dành thời gian để làm công việc của người ta đó. Thì YouTube khi nào người ta dành người ta lên để làm, thì những cái bọn này không biết là lại chung là không biết lấy những thông tin từ đâu lại bắt đầu bịa ra những cái câu chuyện đó là cô gái băng đô đang sợ sệt là không muốn tham gia vào nhóm của Điền Võ, muốn im lặng, sự giữ những cái sự im lặng, còn nói là những anh em như là Tí Chuột gì đó hay là Hoàng Vớt gì đó tới nhà Điền Võ, rồi chủ yếu là muốn câu view câu like, lấy Điền Võ ra làm cái nền. Nói chung thì có rất là nhiều người đang vu khống Điền Võ, là nói Điền Võ thì thấy rất là tội nghiệp, chỉ là một con chốt để cho những cái anh em YouTube đang câu view câu like. Đó chính là những cái lời mà của những cái bọn phe đối lập đã chia sẻ. Thì nói chung cái bản tin là ngày hôm nay thì em chỉ muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Tại vì cái thông tin nó rất là vui là Lạc Phong đã lên tiếng đính chính là kiện cái cô
Duyên Mai và cô Đinh Thị Lan Tặc, thì em chỉ muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. À, thì quý vị và các bạn có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe quý vị. Kênh các em là kênh ủng hộ chánh đâu. Nói chung kênh các em đã mất đề xuất rất là nhiều nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ cho em một like luôn nghe quý vị, để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.